để chúng niệm Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Này học đến bài hành duyên thức, hôm trước là vô minh, vô minh là duyên cho hành. Cái pháp duyên khởi là cái pháp rất là thâm sâu ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Cái pháp duyên khởi là một cái pháp mà rất là sâu sắc khó thấy khó biết, mà chỉ có cái trí tuệ toàn giác của Đức Phật thì mới liễu chi được tất cả những cái pháp duyên khởi, liễu chi được cái pháp duyên khởi một cách toàn diện. Còn lại thì ngoài Đức Phật ra thì mọi người chỉ hiểu cái pháp duyên khởi từ một cái khía cạnh nào đấy thôi, chứ không thể hiểu biết hết được cái pháp duyên khởi. Thì Đức Phật cũng thường nói rằng là chúng sinh bởi vì không tuệ chi được cái pháp duyên khởi, cho nên rằng là chúng sinh cái rối ren như một tổ kén, bùng nhùng như một cuốn chỉ. Cái cuộc sống ở thế gian này nó rối ren như vậy, bởi vì cái người mà không thấy được pháp duyên khởi thì có nghĩa là chỉ thấy được quả, chỉ thấy được cái quả mà không thấy được cái nhân. Cái người đó không biết tại sao lại có mình, lại có cái chuyện vui này, tại sao lại có cái chuyện buồn này, tại sao cái người này lại may mắn, tại sao cái người kia khổ đau, tại sao nó có cái người cao thượng, tại sao có cái chúng sinh hạ nhiệt. Nó có rất nhiều cái tại sao trên đời này nó như vậy, và rất nhiều cái khía cạnh như vậy, và nó ẩn ở đằng sau những cái quả đấy, nó là những cái nhân, thì cái người nào mà thấy được cái luật nhân sinh ra luật quả, cái nghiệp nhân nó sinh ra cái nghiệp quả, thì cái người đấy là cái người tuệ chi pháp duyên khởi, những chi pháp duyên, cái người đấy hiểu biết được về pháp duyên khởi, thì là cái người đấy sẽ có cái nhãn quan, có cái sự hiểu biết nó khác, có cái tâm lý, cái nhìn nhận, cái nhận thức về cái cuộc sống nhân sinh này nó khác với cái người không có cái sự hiểu biết về cái giáo pháp duyên khởi. Thì trong cái vòng luân hồi sinh tử nó cũng vậy, do cái pháp duyên khởi, cái vòng 12 nhân duyên này thì nó là cái bánh xe luân hồi, và chỉ khi nào một cái người mà phá vỡ được cái bánh xe này thì mới đoạn trừ được cái vòng luân hồi. Thì vì vậy nên cái bài kệ khải hoàn nói về cái pháp 12 nhân duyên, duyên là vô minh, duyên cho hành, nên tất cả những cái hành động đều xuất phát từ cái tâm vô minh, thì đấy là những cái hành động đấy nó sẽ trôi nan ở trong sinh tử. Có những cái hành động mà xuất phát từ trí tuệ thì đi đến giải thoát, còn những cái hành động mà xuất phát từ vô minh thì trôi ở trong tam giới. Vô minh nó sẽ dẫn dắt chúng sinh ở luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn nếu mà có cái trí tuệ giác ngộ thì mới diệt trừ được cái vô minh này. Vô minh duyên cho hành, tức là những cái hành động tạo nghiệp. Tại sao tất cả những cái hành động nó để lại nghiệp là do có cái tham ái, có cái chấp thủ và nọ. Mà người nào còn vô minh thì còn tham ái chấp thủ, còn vô minh còn tham ái chấp thủ thì những cái hành động đấy nó sẽ để lại nghiệp. Tất cả những cái hành động, từ những cái hành động về thân, những cái hành động lời nói, những cái suy nghĩ ở trong tâm, cứ có cái tâm sở tư nó đi kèm là nó sẽ tạo thành nghiệp. Còn cái người nào mà diệt trừ được vô minh thì những cái hành đấy nó trở thành vô ký, nó không để lại nghiệp nữa. Vô minh sinh nên hành sinh, hành sinh nên thức sinh. Sankhara là hành, Sankhara là những cái hành động mà đã tạo nghiệp, nó thành tựu, thành nghiệp ấy. Paccaya Vinyana thì hành nó duyên cho thức, hành duyên cho thức. Mà thức ở đây là cái tâm của con người. Bây giờ mình tại sao mình cứ nói tại sao trên đời này mỗi người có một tâm tính, không có ai giống ai cả. Tại sao cùng là một bố mẹ sinh ra những đứa con, nhưng mà những đứa con đấy mỗi đứa nó một tính cách khác nhau.
Người ta bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính, mà trời sinh có, trời có sinh ra được cái tính canh không? Trời ông sinh ra tính, mà cái hành này nó sinh ra tính, sankhara này nó sinh ra, sankhara hành và nó duyên cho thức, thì cái tâm nó là thức, cái gọi là tâm, cái thức cũng gọi là tâm, tâm cũng gọi là thức, mà cũng gọi là cái tâm tính của con người. Mỗi người mỗi tâm, mỗi một cái tâm nó khác nhau hoàn toàn. Sinh những cái cõi người này vậy, có những cái tâm vô cùng cao thượng ở cái cõi người này, có những cái tâm của những bậc thánh nhân, cũng có những cái tâm là vô cùng hạ liệt, có cái tâm vô cùng là nhân từ, nhưng cũng có cái tâm vô cùng là bất thiện độc ác, thì nó cũng là cùng là cái tâm. Và tại sao sinh ra đời có những đứa trẻ ngay từ lúc mới sinh ra nó đã có một cái tính cách rất là hiền lành rồi, thì cái đấy là do cha mẹ sinh ra, cha mẹ khéo sinh ra cái đứa trẻ như vậy. Mà cũng có những đứa trẻ nó vừa sinh ra nó đã có cái tính bất thiện này, thì cái đấy, cái tâm đấy nó được ảnh hưởng bởi cái sankhara hành này. Cái tâm tính của con người nó được ảnh hưởng bởi cái tâm hành này, cho nên nó có cái tâm quả, tâm nghiệp. Sankhara vichara vinyana, hành duyên cho thức. Bây giờ muốn hiểu thế nào là hành và thế nào là thức, thế nào là hành duyên cho thức. Hành sankhara là những cái hành động được tạo ra bởi tâm sở tư cetana, cố ý tạo nghiệp. Hành mà nó duyên cho thức ở đây thì muốn nói là cái hành, có những cái hành động ở hiện tại này thì nó sẽ là cái nhân để nó tạo ra cái thức ở hiện tại và tương lai, còn cái thức mà ở hiện tại này nó được tạo ra bởi cái hành ở trong quá khứ. Thì muốn nói cái hành này, cái hành mà nó đang trổ quả ở hiện tại này thì là nó là cái hành ở trong quá khứ, nó là cái hành nghiệp ở trong quá khứ. Tư cetana sinh với 12 tâm bất thiện thì sẽ tạo ra ác nghiệp. Cứ khi nào mà cái tâm sở tư mà nó đi với 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, trong cái lúc mà mình, trong mọi cái hành động của mình mà nó có tâm tham đi kèm đấy, thì cái hành động đấy là nó sẽ tạo thành cái nghiệp bất thiện. Có tâm sân hay là tâm si mà, thì những cái hành động mà nó được thôi thúc bởi những cái tâm tâm bất thiện này thì nó là hành động bất thiện. 12 tâm thì bất thiện thì nó sẽ tạo ra ác hành. Những cái hành đấy nó có cái ác nghiệp, những cái nghiệp đấy là nghiệp bất thiện. Tư mà đi với 8 tâm thiện dục giới thì sẽ tạo ra thiện nghiệp dục giới. Những cái tâm thiện ở dục giới như là mình đi lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, hành thiền, giữ giới, bố thí, giúp đỡ mọi người, làm cái việc thiện đấy thì nó gọi là thiện nghiệp dục giới. Khi mình có những cái hành động thiện nghiệp dục giới, nó đi với những cái tâm thiện dục giới và nó sẽ tạo ra thiện nghiệp dục giới, thì cái khi mà nó trổ quả thì nó sẽ trổ quả theo đúng cái nghiệp mà nó đã tạo. Tư chế ta ra đi với các tâm thiện sắc giới thì sẽ tạo ra thiện nghiệp sắc giới. Những cái lúc mà một cái người mà đang chú tâm trên đệ mục thiền mà mình chưa đắc thiền thì lúc đấy nó là thiện nghiệp dục giới. Khi nào mình đắc thiền rồi thì nó trở thành thiện nghiệp sắc giới. Khi mà mình chú ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì nó là những cái trạng thái của cái thiện nghiệp sắc giới. Một người chú ở trong thiền, có một người đang hành thiền là người đang tạo nghiệp. Thì cái người đấy, cái mức định của người đấy sâu hay nông thì cái vị đấy cũng đang tạo những cái thiện nghiệp khác nhau. Có người chú ở cái tâm thiện dục giới thì đang tạo thiện nghiệp dục giới, thì nó là cái tám tâm này, tám tâm thiện dục giới này. Cái người mà chú ở tâm thiện sắc giới từ sơ thiện đến ngũ thiện thì nó là cái đang tạo cái thiện nghiệp này, cái sắc giới. Cái người chú ở tâm thiện vô sắc giới thì nó đang tạo cái thiện nghiệp vô sắc giới này. Thì đấy là những cái tâm mà nó tạo nghiệp, đấy là hành. Tất cả những cái tâm này gọi là hành. Những cái hành bất thiện sẽ là nhân sinh ra các cái tâm thức hạ liệt, sầu khổ. Thì những cái hành bất thiện, những cái hành động bất thiện, những cái lúc mình khởi lên tâm tham thì là lúc đấy cái tâm của mình nó cũng không an, nó bị thiêu đốt bởi lòng dục tham. Khi nó khởi lên tâm sân thì nó cũng không an, nó cũng bị thiêu đốt bởi cái nửa sân. Khi nó khởi lên tâm si thì nó cũng không an, nó luôn luôn là hoang mang và phiền muội non nắng. Thì nó lúc đấy nó khởi lên những tâm bất thiện đấy thì nó cũng tạo ra những cái nhân bất thiện như vậy. Thì lúc đấy nó để lại những cái hành động bất thiện, mà khi nó trổ quả nó cũng trổ những cái quả sầu khổ. Những cái hành động thiện thì nó nhân sinh ra những cái tâm thức cao thượng, an vui.
thì cái tâm thức của mình bây giờ nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cái hành động ở trong quá khứ. Nên là cái có những cái người làm sao mà trong lòng luôn luôn đầy dẫy những phiền muộn, những ưu bi, những khổ não, thì đấy nó là quả của những cái nghiệp này, của 12 cái tâm bất thiện này nó trổ. Tại sao có những cái người về ra trong tâm luôn luôn an lạc tự tại, không có sầu khổ, thì đấy nó là cái quả của cái 8 cái tâm này. Còn cái tâm này thì những cái tâm sắc giới, vô sắc giới thì nó trổ quả ở cái cõi phạm thiên, chứ nó không trổ quả ở cái cõi người. Thức Quy nhận năng là tâm thức, là cái quả của các cái hành động tạo nghiệp trong quá khứ, nên gọi là tâm quả. Có những cái tâm, tại sao bây giờ có những cái người tại sao luôn luôn an vui, thì đấy là cái tâm quả, đấy là cái hành động thiện nó trổ quả, nó trổ vào cái tâm, và cái tâm đấy nó luôn tự động nó an vui, nên nó gọi là tâm quả. Nó có cái tâm quả, mà trong những cái tâm quả đầu tiên được gọi là tâm tục sinh, Patisanti là cái tâm tục sinh, tức là cái người đầu tiên, cái trạng thái đi tái sinh đầu tiên. Đây nó cũng là một cái trổ quả của cái nghiệp. Thế mà nếu là một cái nghiệp thiện ấy, thì nó sẽ trổ quả sinh về cái cõi lành. Nếu là những cái nghiệp bất thiện ấy, thì lúc đấy cái tâm thức nó sẽ đi về những cái cõi khổ. Nếu mà là cái tâm thiện lục giới thì nó sẽ tái sinh về các cái cõi cao thượng. Còn nếu cõi người hoặc cõi trời lục giới. Còn nếu là cái quả của cái hành bất thiện thì cái tâm thức đi tái sinh nó sẽ tái sinh về 4 cái cõi khổ, là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh và Atunda. Thì cái nhân là vì hành sankhara bất thiện sinh nên thức tục sinh và cõi khổ sinh. Hành sankhara bất thiện là nhân, thức tục sinh và cõi khổ là quả. Nên là bây giờ mình nhìn thấy những cái con vật, con chó, con mèo, con trâu, con bò, con lợn, con gà, con chim, con chuột, thì vô số vô vàn những cái con vật ấy, tại sao nó lại phải sinh ra làm những cái con vật như vậy, nó có cái hình dáng như vậy? Thì cái đấy nó là do cái hành bất thiện, nó khiến cho cái tâm của cái chúng sinh đấy đi tục sinh vào những cái cõi khổ. Còn cái nếu mà nó mà có nhiều cái thiện hành thì nó không gây tục sinh vào cái cõi khổ, để tục sinh vào 4 cái cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atuna. Đấy là cái thức nó trổ quả ở cái thời điểm cận tử. Đấy là cái quả đầu tiên của cái kiếp sống này. Hành sinh ra bất thiện sinh nên tục sinh vào cõi khổ sinh. Nếu hành sankhara là thiện, nghiệp dục giới như bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, thì tâm quả tục sinh sẽ sinh làm người hoặc chư thiên dục giới. Là cái hành động mà nó để lại cái tâm thức đi tái sinh. Nhưng mà những cái hành động mà mình thiện mình làm hàng ngày thì khi mà nó cho quả vào cái thời điểm cận tử, cái thời điểm mình đi tập đi tục sinh, thì nó trở thành cái tâm tục sinh. Đi và cái tâm tục sinh đấy mình sẽ sinh về các cái cõi dục giới, như là cõi trời hoặc cõi người, đều là cõi dục giới, 6 cái cõi chư thiên dục giới, vì cõi nhân loại này. Thì đấy nó cũng là cái kết quả của những cái hành động thiện dục giới. Vì hành sankhara thiện dục giới sinh nên thức tục sinh vào cõi chư thiên và nhân loại sinh. Hành sankhara thiện dục giới là nhân, thức tục sinh vào cõi chư thiên và nhân loại là quả. Thì bây giờ quan sát những cái chữ người, chúng sinh ở cõi người, thì tại sao lại được sinh lại làm người? Thì đó là những cái hành thiện nó trổ quả trong cái lúc mà bị đó đi tục sinh, cái thời điểm kết thúc cái cận tử của kiếp trước có cái tâm tục sinh. Nếu mà lúc đấy cái hành thiện nó trổ quả thì là cái tâm thức nó sẽ tục sinh lại cái cõi người hoặc là cõi chư thiên dục giới. Nếu hành sankhara tâm thiền sắc giới của người đã tu chứng sơ thiền đến tứ thiền, ngũ thiền, thì thức tục sinh sẽ sinh về 16 cõi phạm thiền sắc giới. Nếu mà cái sankhara, cái thiện của cái người mà chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền này, mà cái vị đó mà giữ được tầng thiền cho đến lúc vị đó chết, nếu như vị đó muốn sinh về cõi sơ thiền thì vị đó trú ở sơ thiền, vì đó muốn sinh về có nhị thiền thì vị đó hàng ngày chịu có trú ở nhị thiền, muốn sinh về tam thiền hay tứ thiền thì cứ trú ở cái tầng thiền đấy, thì lúc chết thì sinh về cái cõi phạm thiên, có tất cả 16 cõi phạm thiên sắc giới. Trong cái cõi này là
chỉ có những người nào mà chứng từ sơ thiền mà trở nên thì mới sinh được mấy cái cõi này, cái cư trú ở trong đây. Thì nó cũng là cái tâm tục sinh, nó cũng là những cái hành động từ cái hành đắc thiền, từ cái hành động đắc thiền nó để lại cái thức, rồi đến lúc mình chết nó mới có được cái thức tục sinh, nó trổ quả, nó trổ quả vào thời điểm cận tử, nó có thức tục sinh về cái cõi phạm thiên sắc giới. Hành sangha thiền sắc giới là nhận và thức tục sinh về cái cõi phạm thiên là quả. Biết là tại sao bây giờ có các vị sinh được về những cái cõi thiên giới, các vị là chư thiên, các vị là thiên thần, thì đấy cũng là nhân, nó cũng có những cái hành động tạo nghiệp. À, cao thượng thì nó sinh về cõi cao thượng, hành động hạ địa thì nó sinh về cõi hạ địa. Thì cái tâm thức nó đi tục sinh như vậy, cái tâm nó trổ quả thời điểm đấy. Nếu hành sankhara là tâm thiền vô sắc giới của người đã chứng từ không vô biên xứ đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì thức tục sinh sẽ sinh về bốn cõi phạm thiên vô sắc giới. Có cái cõi mà không có thân gọi là cõi vô sắc, cái cõi đấy thì người đấy phải hành cái tầng thiền vô sắc, cái tầng thiền mà tâm nó không có bắt vào sắc, nó không có nương tựa vào sắc, mà nó nương tựa vào các cái khái niệm của hư không, vô biên thức, vô biên, vô sở hữu và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cái tầng thiền đấy thì cái tâm thiền nó rất là thâm sâu, rất là sâu sắc. Và khi cái lúc mà an trú trong tầng thiền đấy, nó cũng là đang tạo cái thiện nghiệp về vô sắc giới. Và sau này bị đó cái chú ở trong đấy, cho đến lúc chết thì cái thiện nghiệp vô sắc giới nó trổ quả, bởi vì nó sẽ sinh về cái cõi phạm thiên vô sắc giới. Nhưng chúng sinh ở cái cõi này thì có tâm mà không có thân. Cũng từ cái nghiệp mà nó tạo ra, sau khi tái sinh các cái hành nó vẫn tiếp tục cho quả. Là cái lúc mà đi tục sinh nó chỉ có một hành, một cái nghiệp nó trổ quả cái lúc tục sinh đấy thôi. Nhưng mà trong một kiếp sống thì vị đó sẽ tạo nhiều nghiệp, vô số nghiệp, ngày nào cũng tạo nghiệp, hàng ngày luôn luôn tạo nghiệp, nó tích lũy lại, cho nên nghiệp nó rất là nhiều. Nhưng mà đến lúc mình chết thì cái nghiệp nào mạnh nhất nó trổ quả, nó trở thành cái tâm tục sinh. Còn những cái nghiệp khác nó sẽ trở thành nghiệp hỗ trợ, nó vẫn tiếp tục trổ quả, nó vẫn tiếp tục trổ quả và nó duy trì cho cái chúng sinh đó sinh sống hết cái kiếp sống đấy. Nó vẫn tạo ra các tâm thức, tức là khi mà đã tái sinh rồi, vì đó mà tái sinh xuống các cái cõi khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì hàng ngày nó vẫn tạo ra cái tâm thức. Cái tâm thức ở cái cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh là luôn luôn cảm thấy đau đớn, khổ sở, đói khát hoặc là ngu si. Còn nếu mà tái sinh lại làm người thì những cái nghiệp đấy nó cũng vẫn trổ quả, có lúc vui, lúc buồn, lúc thì sầu bi, khổ não, lúc thì ái ố, hỉ nộ, thì mọi cái tâm, cái đấy nó cũng là do cái nghiệp nó trổ quả. Nó trổ quả vào trong cái, nó vẫn trổ ra các cái tâm, tâm quả nó vẫn sinh liên tục. Nó sinh về các cõi chư thiên hay phạm thiên vậy, thì cái nghiệp ấy nó vẫn tiếp tục cho quả trong suốt cái kiếp sống. Đấy, nghiệp nó vẫn tiếp tục sinh ra các cái tâm khác nhau. Bởi sự sinh của hành sankhara tâm hữu phần, ta văn ca sinh, hành sankhara là nhân, tâm hữu phần là quả. Thì cái tâm mà nó đi tái tục, nó chỉ có một sát na, nó sinh lên, nó diệt đi, sau đó nó trở thành tâm hữu phần. Nó trở thành tâm hữu phần, cái tâm này nó là tâm hộ kiếp, nó làm cho cái dòng tâm thức không bị gián đoạn trong suốt kiếp sống. Cứ lúc nào mình ngừng nghỉ các cái căn môn, ngừng nghỉ một cái là tâm nó rơi vào cái dòng Pavaka này. Cho nên cái dòng tâm thức của chúng sinh không bao giờ ngừng nghỉ, luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sinh khởi, luôn luôn sinh khởi, chứ không bao giờ nó ngừng. Cái dòng tâm thức cho đến khi nào mà đại bát niết bàn thì nó mới ngừng, chứng đắc niết bàn tuyệt đối vô dư y, tức là một vị a la hán nhập diệt thì cái dòng tâm thức nó mới ngừng, còn lại không bao giờ nó ngừng nghỉ. Hoặc là một cái vị cùng lắm thì chỉ được một cái vị nào mà nhập vào trong cái tầng thiền, tầng thiền diệt thọ tưởng định thì nó ngừng nghỉ một chút tạm thời, còn cái dòng ba văn ga thì lúc nào nó cũng sinh như vậy. Rồi đến tâm tử, sau đó cái tâm ba văn ga này cuối cùng thì nó làm cái nhiệm vụ là cái nó cuối cùng nó có một cái sát na cuối cùng là nó trở thành tâm tử. Sau đó thì nó lại tiếp tục có những cái tâm tục sinh sang một kiếp sống khác. Còn ở trong cái đời sống thường nhật thì những cái hành động tạo nghiệp ấy, những cái hành động, những cái nghiệp mà một chúng sinh đã tạo ở trong quá khứ thì nó trổ quả ở trong các cái căn môn của mình, nó trổ quả ở trong các cái thức ấy. Ví dụ như nó trổ quả vào nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Thì đấy là những cái nghiệp về quá khứ nó trục vào vào những cái vào các cái căn này, vào các cái thức này. Hành sankhara là nhân nhãn thức bởi sự sinh của hành, tức là những cái hành động ấy, hành động tạo nghiệp ấy. Những cái hành động tạo nghiệp gọi là sankhara, là những hành động tạo nghiệp bởi sự sinh của hành sankhara tạo nghiệp nên là nhãn thức sinh. Hành sankhara là nhân và nhãn thức là quả, là cái tâm thức của mình. Người nào mà có cái tâm thức ấy, cái nhãn thức ấy, tức là cái mắt mà nó thấy được cảnh ấy, cái mắt nó thấy được cảnh đấy, nó cũng là cái thức ấy, nó cũng sinh ra từ cái nghiệp, từ cái nghiệp, từ cái hành động ở trong quá khứ. Cho nên là có những người có cái con mắt rất là nanh lợi, có cái con mắt rất là nanh lợi, nhưng mà có những người thì nó ngây ngô. Thì cái đấy nó là do cái nghiệp, cái nghiệp nó khác nhau. Nghiệp thiện thì nó trổ nên thành cái có cái nhãn thức nó nhạy bén, nó sắc sảo. Nên là có những cái người rất là sắc sảo. Một cái người sắc sảo sẽ nó thể hiện ở đâu? Nó thể hiện con mắt, mắt sắc như dao. Có ai mà thấy được mắt sắc như dao, dạ sâu như bể mà chán cao như trời không? Thì cái đấy nó là do cái nghiệp nó cũng trổ quả như vậy, nó trổ vào nhãn thức. Nhưng mà cái người nào mà nơ đơ ngố ngố thì nhìn vào cái nhãn thức là biết này. Đấy, nó trổ quả như vậy, xong là đằng sau đó là cái tiếp thọ, đằng sau cái nhãn thức ấy nó là tiếp thọ, cái tâm mà nó tiếp nhận cảnh. Thì cái người mà có cái căn nó nanh lợi ấy, thì nó tiếp nhận cái cảnh nó khác. Cái người mà cái tâm ấy, cái thức mà nó không nanh lợi thì nó tiếp nhận một cái cảnh nó khác, cùng tiếp nhận một cái cảnh, cùng nhìn một cái cảnh vật. Nhưng mà cái người mà có cái thức nanh lợi thì người ta có cái cách tiếp nhận khác, người ta có cái cách tiếp nhận, người ta suy xét khác. Để nó có một cái tâm tiếp nhận, một cái tâm suy xét. Có người tiếp nhận cái cảnh một cách rất là rõ ràng, rất là sắc bén. Nhưng mà có người thì tiếp nhận một cách rất là nờ đờ, chậm chạp, và sau đó là suy xét một cách mơ hồ. Nhưng mà cái người mà có cái thức mà sắc sảo thì người ta suy xét cái cảnh đấy nó cũng ở cái mức độ rất là sắc sảo. Cho nên là bây giờ cho những cái đứa học sinh nó diễn tả những cái cảnh vật ấy, nó sẽ diễn tả khác nhau, nó không diễn tả giống nhau. Bởi vì làm sao? Cái độ quan sát của mỗi đứa nó khác, cái nhãn thức của mỗi đứa nó khác. Sau đó nó tiếp nhận cái cảnh đấy ở một khía cạnh khác, nó suy xét là cái cảnh vật ở một khía cạnh khác. Cho nên cái tâm thức ấy, nó do cái nghiệp ở trong quá khứ nó khác nhau, cho nên bây giờ nó có cái nhãn thức khác nhau, nó tiếp nhận cái cảnh khác nhau, nó suy xét cái cảnh khác nhau. Cho nên là mỗi người diễn tả một cái cùng một cái cảnh vật, nhưng mà mỗi người diễn tả một cách khác nhau. Bây giờ mà cho một con voi, cho mấy ông mù ông diễn tả ấy, mỗi ông diễn tả một cách khác nhau. Bây giờ mình cho một cái cảnh vật, bất cứ cảnh vật gì, mình cho 10 người quan sát và diễn tả, 10 người quan sát và diễn tả khác nhau. Thì đấy nó là cái nó trổ ra ở cái nhãn thức mỗi người mỗi khác, vì cái hành động ở quá khứ nó khác, nó sinh ra những cái thức nó hoàn toàn khác. Như vậy nhị thức nó cũng vậy, có người thì có cái tai biết lắng nghe rất là nhạy, rất là cái tai rất là thính, có những người thì điếc. Thì cái nghiệp nó khác nhau nên nó khiến như vậy. Tị cũng vậy, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng vậy. Hành sankhara là nhân, và tất cả những cái tâm thức này là quả, bởi vì cái tất cả những cái thức này nó đều là sinh ra từ cái nghiệp, là những cái hành động trong quá khứ. Cho nên là có những cái người tại sao người ta phải mù từ bẩm sinh, thì đấy là có cái nghiệp bất thiện nó trổ quả trong cái lúc tục sinh. Có những người điếc, có những cái người thì bị tịt mũi, có mùi thơm không ngửi được. Có những cái người thì có cái thiệt thức ấy, ăn cái đồ ngon thì lại không thấy ngon, mà cái đồ không ngon thì lại cho là ngon. Thì cái thiệt thức nó cũng khác nhau, thân thức cũng vậy và ý thức cũng thế. Thì tất cả những cái thức này nó đều được sinh ra từ những cái hành. Hành cao thượng thì cái thức cao thượng, cái hành hạ điển thì cái thức hạ điển. Cái hành cao thượng thì bây giờ nó sinh ra những cái thức này, nó cũng rất là nhạy bén,
còn cái hành hạ nhiệt thì cái nó sinh ra cái thức đấy là cái thức ấy nó cũng rất là kém, nó không có nhạy bén. 30 cho nên nó có 32 tâm quả hiện thế. Nó là những cái tâm quả, quả là cái quả của những cái hành động đã tạo trong quá khứ. Bao gồm 32 tâm quả. Thứ nhất là 7 quả bất thiện vô nhân. Những cái tâm quả bất thiện thì nó sẽ trổ ra 7 cái quả như thế này. Những cái hành động bất thiện ấy, khi mà nó trổ quả thì nó trổ ra 7 cái quả này. Và nhãn thức thọ giả, quả bất thiện là thấy cảnh xấu không ưa thích. Thế là nhãn thức thọ giả quả bất thiện. Những người có cái nhãn thức ấy, mà cái quả của quả bất thiện ấy thì nó khiến cho cái người đấy luôn luôn thấy những cảnh xấu, luôn luôn thấy cái cảnh xấu, không có những cái cảnh đẹp, luôn luôn có những phải gặp những cái cảnh không mình không ưa không thích, mình phải gặp. Ví dụ mình phải sống ở một cái môi trường mà mình không ưa, mình phải sống với những cái người mà mình không thích, mình phải sử dụng những cái đồ mà mình không muốn, thì cái đấy hàng ngày mình phải tiếp xúc với những cái cảnh mà mình không ưa không thích, nhưng mà mình cứ phải làm những cái việc đấy, thì cái đấy là cái quả bất thiện nó trổ quả vào nhãn thức thọ giả quả bất thiện, nhĩ thức thọ giả quả bất thiện là nghe những âm thanh khó chịu không ưa không thích. Nhưng bây giờ có một cái người nào người ta cứ suốt ngày người ta phàn nàn, người ta chê bai, người ta chỉ trích, người ta la mắng mình, thì đấy là cái âm thanh mà mình không ưa thích. Nhưng mà khi mà cái quả bất thiện nó trổ thì nó cứ mình cứ phải nghe những cái đấy hoài, mình cứ phải nghe những cái lời phàn nàn, chỉ trích, chê bai, mắng nhiếc, những cái lời nói xấu của người khác, thì cái đấy là cái quả bất thiện nó trổ vào cái nhị thức. Tị thức là ngửi những mùi hôi khó chịu không ưa thích. Thiệt thức là nếm những cái vị mà khó chịu mình không ưa thích, không được ăn những cái mà mình muốn ăn. Thân thức thọ giả quả bất thiện là đụng chạm những cái vật khó chịu không ưa thích. Không ưa thích là khi mà mình đụng chạm những cái vật mà nó làm cho mình bị đau đớn đau khổ, như là thời tiết nóng lạnh này, trời nóng mình không có được những cái sự điều hòa mát mẻ, hay là trời lạnh này mà không có đủ cái đồ ấm để mặc, thì đấy nó cũng là cái quả bất thiện nó trổ. Thì cái đấy nó gọi là hành viên thức, thức luôn luôn phải thọ những cái sự khó chịu không ưa thích, và mình tiếp nhận những cái cảnh mà không ưa thích, mình tiếp nhận là tiếp nhận cả năm cái này, tiếp thâu sắc thanh hương vị xúc, mình tiếp nhận những cái cảnh không ưa thích đấy vào trong tâm. Tức là khi mà mình nhìn xong rồi, mình nhắm mắt lại rồi, thì cái cảnh đấy nó ở đâu? Nó vẫn còn, nó vẫn lưu ở trong lòng, bởi vì cái tâm nó vẫn tiếp nhận vào đấy. Ví dụ như ai người ta mắng mình một câu thôi, thì cái lời mắng đấy nó chỉ diễn ra trong vòng một tích tắc nó hết, nhưng mà cái tâm của mình nó có tiếp nhận, nó có diễn đi diễn lại suốt cả ngày, nó diễn đi diễn lại suốt cả ngày một cái câu ấy, bởi vì cái tâm nó phải tiếp nhận như vậy. Đây là cái nghiệp mà, nó phải tiếp nhận như vậy. Cái nghiệp càng nặng thì nó tiếp nhận càng lâu, cái nghiệp mà nhẹ thì nó một lúc là nó xả đi được. Có cái người nào có cái tâm xả mạnh thì nó buông đi được, còn không thì nó cứ ủ ở trong lòng suy xét nữa. Suy xét thọ giả quả bất thiện, mình luôn luôn phải suy xét những cảnh không ưa thích. Thế nên cái quả bất thiện nó đến rồi, nó làm cho mình suy xét một cách tiêu cực, luôn luôn cảm thấy phiền lòng. Có khi là từ một cái chuyện mà nó không đâu cả, nhưng mà mình cứ suy xét suy diễn ra để mình tự phiền não, tự suy xét tự phiền não ra thôi. Thì đấy là cái quả bất thiện nó làm cho mình suốt ngày cứ suy nghĩ, mình cứ cảm thấy đau khổ về những cái suy xét ấy. Do hành sankhara bất thiện sinh nên 7 tâm thức luôn phải thấy những cái cảnh khó chịu không ưa thích đấy sinh. Do hành sankhara bất thiện đấy là nhân, và 7 cái tâm thức thấy những cái cảnh khó chịu không ưa thích đấy là quả. Đấy là cái quả của những cái hành động bất thiện của mình, đấy là hành chính thức. Còn hành thiện thì nó sẽ sinh ra cái thức ngược lại. Người nào tạo những cái hành sankhara thiện thì sẽ sinh ra 8 cái tâm quả. Có 8 tâm quả này: nhãn thức thọ giả thấy cảnh đáng ưa thích, nhĩ thức thọ giả nghe âm thanh dễ chịu, tị thức thọ giả ngửi mùi thơm dễ chịu, thiệt thức thọ giả nếm vị dễ chịu, thân thức thọ giả đụng chạm dễ chịu, tiếp thâu thọ giả tiếp nhận dễ chịu, suy xét thọ giả suy xét những cảnh dễ chịu. Và có một cái suy xét nữa là suy xét thọ hỷ.
là suy xét những cảnh ưa đáng ưa thích nữa. Thì cái tâm quả thiện vô nhân thì nó có thêm một cái là suy xét thọ hỷ, là mình sẽ hoan hỷ khi mà mình suy xét, tức là mình suy xét cảnh, cái mình tiếp nhận cảnh rồi. Đấy. Nhưng mà mình suy xét một cách tích cực thì cái cảnh đấy nó trở thành hoan hỷ với cái cảnh đấy. Cũng là một cái cảnh đấy, nhưng mà mình không tiếp, mình mà suy xét một cách tiêu cực thì nó sẽ trở, nó không có thọ hỷ này. Hoặc là mình suy xét tùy theo cái sự suy xét của từng người mà cái cảnh đấy nó trở thành thọ hỷ hay là thọ xả. Thì cái tâm thiện đấy thì nó sẽ sinh, nó có được cái tâm là suy xét thọ hỷ, nó làm cho mình hoan hỷ đối với đấy, đối với đấy, cái cảnh đấy. Có ai mà khi mà bị một người khác mắng mà vẫn cười không? Thường thường mà khi bị người khác mắng là sân phải không? Tâm yêu nó khởi lên. Nhưng mà tại sao có những người bị người khác mắng người ta vẫn cười? Thì cái trong tâm người ta suy xét khác, người ta có cái sự suy xét khác. Người ta suy xét là ồ, người này mắng mình là người này quý mình. Người ta nói ghét, nói những cái lời ghét đấy là người ta nói ngược lại cái tâm người ta. Người ta yêu thì người ta nói ra lời ghét, có khi người ta ghét người ta lại nói ra những lời yêu. Thì cái suy xét nó khác, thì mỗi người có một suy xét khác. Người thấy người ta ghét mình, à chắc người đấy yêu quý mình lắm cho nên là thích quá, cười, suy luận ngược lại. Còn có những cái người nói ra những cái lời rất là yêu quý mình, à chắc cái người này nó ghét lắm, nó đang dùng cái lời này nó lừa gạt mình đây. Thì nó càng nói ra những cái lời yêu quý đấy thì lại càng càng tức. Thì nó mỗi người có một cái suy xét khác nhau, nhưng mà khi nào mà có những cái thiện nghiệp nó đến thì nó sẽ khiến cho cái người đấy có cái suy xét nó tích cực hơn. Cái người khác mà có muốn làm cho mình buồn chứ chắc nó làm được, cái lúc cái thiện nghiệp của mình nó mạnh ấy, thì người khác muốn làm cho mình buồn chứ chắc nó làm được, nó có thể làm gây khó cho mình vẫn cứ dửng dưng và vẫn cứ hoan hỉ, vẫn cứ vui tươi giữa cuộc đời, vui tươi trong đời. Mặc dù người khác người ta đang tìm mọi cách, người ta làm cho mình phải phiền não, làm cho mình tức bực, nhưng cái nghiệp thiện nó mạnh, cái người khác không làm được. Những cái thiện nghiệp ấy nó trổ vào trong tâm thức. Còn khi mà cái thiện nghiệp bất thiện nó trổ quả thì dù người khác có muốn làm cho mình vui không làm nổi, không làm được. Dù có người khác có đến an ủi động viên mình thế nào thì cái nỗi buồn phiền ấy nó vẫn cứ khởi lên vì cái nghiệp nó chưa hết. Cho nên là những cái tâm thức của mình nó bị tác động bởi những cái hành, bởi cái hành sankhara, nó tác động trong cái cuộc sống này rất là nhiều. Nên là những cái tâm quả nó tác động, nó sinh ra cái tâm quả thiện thì nó sinh ra 8 cái quả, tâm bất thiện thì sinh ra 7 cái quả. Nên là hành duyên cho thức, do hành sankhara thiện sinh nên 8 tâm thức thường thấy những cảnh thích thú dễ chịu sinh. Hành sankhara thiện là nhân, 8 cái tức thường thấy những cái cảnh thích thú dễ chịu là quả. Thì có cái giáo lý thì người ta phân chia ra gọi là chánh báo và y báo, thì nó cũng ở cái này. Ví dụ chánh báo, một cái người mà sinh được lại làm người thì đấy gọi là, người ta gọi là chánh báo, tức là cái quả báo chánh. Và y báo là những cái cảnh ưa thích nó, những cái cảnh mà hài lòng ưa thích nó sinh theo, thì nó cũng là đặc. Ví dụ như là một người có con mắt tốt thì đấy là chánh báo, thấy được cái cảnh đáng ưa thích đấy là y báo, cũng tương tự như vậy. Người tạo ra những cái hành sankhara thiện dục giới thì sẽ sinh ra 8 tâm đại quả dục giới. Thì nó có những cái tâm đại quả dục giới, cái tâm thọ hỷ có trí vô trợ, hoan hỷ làm việc thiện đi kèm với trí tuệ không cần hỗ trợ. Nhưng có những cái người tại sao là ngay từ khi còn bé người ta đã có cái thiện tâm, người ta rất có thiện tâm, có khi không cần phải ai dạy bảo, ngay từ mà người ta đã thích làm việc thiện rồi, người ta đã khởi khởi lên những cái tâm thiện rồi, có khi là cái tâm thiện đấy nó còn có trí tuệ nên người ta biết đi tâm thiện thì có lợi ích, không cần ai nhắc nhở. Mà con cũng có những cái đứa bé mà có khi là trong một gia đình sinh ra có 2 đứa, nó có 2 tính cách khác nhau, một đứa rất là thiện, một đứa rất là bất thiện,
chỉ thích, một đứa thích làm việc thiện, một đứa thích làm việc bất thiện, nó khác nhau. Thì cái đấy bảo tại sao cùng một môi trường, cùng một cha mẹ, cùng một cái sự giáo dục, cùng cái thức ăn đấy, cùng cái bầu không khí đấy mà tại sao cái tâm nó lại khác nhau như vậy? Một đứa thì thiện, đứa thì ác, như là làm sao? Thì cái tâm thiện này nó được sinh ra cũng là bởi cái hành này, sankhara thiện. Những cái người tạo những cái hành sankhara thiện dục giới thì sẽ sinh ra tám tâm đại quả. Tức là nó lúc đấy nó có những cái tâm này nó trổ quả, nó tâm những cái tâm thiện, những cái hành động thiện nó trổ thành những cái tâm quả thiện. Và cái người đấy tự động luôn luôn hướng đến cái điều thiện. Cái tâm thiện nó khởi lên thì đương nhiên là những cái hành động thiện nó sẽ đi theo. Người đấy sẽ thích làm việc thiện hơn. Cái người cái tâm thiện nó có tâm thiện thì hành động thiện nó đi theo mà. Hoan hỷ làm việc thiện đi kèm theo với trí tuệ. Có cái tâm thọ hỷ, có trí hữu trợ là hoan hỷ làm việc thiện đi kèm với trí tuệ không cần nhắc bảo. Mà có khi là hoan hỷ làm việc thiện cần có người nhắc bảo. Một cái tâm thọ hỷ ly trí vô trượng là hoan hỷ làm việc thiện nhưng không kèm trí tuệ không cần nhắc bảo. Một cái tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trượng là hoan hỷ làm việc thiện nhưng không đi kèm với trí tuệ mà cần có sự nhắc bảo. Thì những cái tâm thiện ấy nó có thể nó có mạnh và nó có cái những cái tâm rất là mạnh mẽ, có những cái tâm thì nó rất là yếu. Thì nó cũng do cái hành mà mạnh mẽ thì nó để lại cái tâm mạnh mẽ, cái hành yếu thì nó để lại cái tâm yếu. Cho nên là có những cái người ta có cái thiện tâm một cách tự nhiên, còn có những cái người thì có cái thiện tâm một cách cần có sự giáo dục, cần có sự hỗ trợ. Cho nên là cần có những người phải vô trợ. Có thể người ta sống sinh ra trong một gia đình toàn những người bất thiện mà người ta vẫn thiện, người ta vẫn có cái tâm thiện nó khác hẳn mọi người. Nhưng mà cũng có những người thì cần phải ở cái môi trường tốt, có được sự giáo dục, tức là cần có sự hỗ trợ thì mới khởi lên tâm thiện. Bởi vì cái hành nó yếu cho nên là nó hỗ trợ cho cái thức nó cũng yếu. Cái hành mạnh thì nó hỗ trợ cho cái thức nó nằm mạnh. Thì có những cái tâm quả nó khởi lên như vậy. Đấy là những cái tâm quả ở dục giới. Cho nên là tại sao mình hiểu được ra là có cái nghiệp nó sinh ra cái tâm thức của con người. Cho nên là mỗi người có một cái tâm tính khác nhau, mỗi người có một cái tính cách khác nhau, mỗi người có một cái tâm thiện ác khác nhau. Nó thì cái đấy, nếu một cái người có cái trí về cái quán về cái nhân duyên thì sẽ biết đấy là nó do là cái hành động, nó do cái nghiệp lực nó đang trổ quả như vậy. Một cái tâm thọ xả ly trí vô trợ là thản nhiên làm việc thiện đi kèm trí tuệ không cần hỗ trợ. Có người làm việc thiện một cách thản nhiên làm việc thiện không đi kèm trí tuệ cần hỗ trợ, thản nhiên làm việc thiện đi kèm trí tuệ cần hỗ trợ, thản nhiên làm việc thiện đi kèm trí tuệ không cần hỗ trợ với không cần hỗ trợ. Đấy là nó có những cái tâm như vậy. Thì nó những cái tâm này nó sẽ thể hiện ra cái tính cách của con người này, tính cách của những người thiện có một cách hoan làm việc thiện với tâm hoan hỉ, có người làm việc thiện với một cái tâm thản nhiên, có những cái khi cần phải có người khác hỗ trợ nhắc nhở mới làm, có cái không cần ai hỗ trợ không cần ai nhắc nhở cũng làm. Thì nó có mỗi người mỗi khác như vậy. Do sankhara, do cái hành này. Thì tại sao lại có như thế? Thì đây cũng là do hành này. Hành sankhara là những cái hành nghiệp, cái hành động tạo nghiệp. Do mình đã có những cái hành động tạo nghiệp thiện dục giới, tức là ở trong quá khứ người đấy đã thường làm những cái việc thiện này, đã thường làm những cái việc thiện như thế này rồi, cho nên bây giờ cái thiện nghiệp đấy nó trổ quả vào những cái tâm thức như thế vậy, nó tự động nó sinh khởi. Trong quá khứ người ta đã thường làm những việc này quá nhiều rồi, người ta thường giữ giới rồi, người ta thường cung kính rồi, người ta thường bố thí rồi, người ta thường có từ tâm, có bi, có hỷ, có xả, có những cái tâm thiện đấy nó đã mạnh, nó thành cái nghiệp mạnh mẽ rồi. Cho nên bây giờ sinh ra tự động những người đấy cũng có những cái tâm thiện như vậy, cũng thích làm việc bố thí, cũng thích cung kính, cũng thích phục vụ, cũng thích làm những cái việc thiện. Thì cái tâm đấy gọi là cái tâm quả dục giới có 8 tâm đại quả. Người nào tạo sankhara thiện
người tạo các sankhara thiện tu chứng năm tầng thiện sắc giới thì sinh ra năm tâm quả sắc giới. Còn cái người người ta hành động khác, cái người mà chuyên trú ở trong các tầng thiền, người nào mà trú ở sơ thiền, vĩnh nhị thiền, đây là cái chia ra làm năm tầng thiền ấy, thì gọi là sơ thiền, nhị thiền, thì khi nó trổ quả thì nó sinh về cái cõi phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Cái quả của cái pháp hành thiền ấy, của các cái tầng thiền định ấy, nó chỉ trổ quả khi nào mình sinh về một cái kiếp sau, sinh về cái kiếp phạm thiên này, mình phải sinh về các cái quả phạm thiên này, thì những cái hành động hành thiền của mình, cái thiện nghiệp hành thiền của mình nó mới trổ quả, nó trổ quả, nó trở thành cái tâm của vị phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Nên trên đấy thì cái tâm thức đấy này luôn luôn an trú ở trong thiền một cách tự nhiên. Khi mà một người an trú ở tam thiền thì nó sinh về cõi thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên, nó trổ quả ở những cái cõi này. Cái tâm tứ thiền thì nó sinh ở cõi thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Còn cái tâm ngũ thiền sinh ở cõi quảng quả thiên và vô tưởng thiên. Và người tâm thiền này của các vị bất lai thì sinh về cõi ngũ tịnh cư thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, hiện hiện thiên, sắc cứu kính thiên. Là cái tâm thiền nó trổ quả ở cõi pháp thiên. Thì cái nhân của nó là do tu chứng năm bậc thiền sắc giới sinh nên năm tâm quả sắc giới sinh. Tu chứng năm bậc thiền sắc giới là nhân, tâm quả năm sắc giới là quả. Nên là bây giờ mình có gặp các vị phạm thiên thì mình cũng biết là do các vị trước là tu chứng thiền các tầng thiền, thì bây giờ các vị sinh về cõi phạm thiên. Rồi, còn bây giờ mình muốn sinh về cõi phạm thiên thì cứ chỉ có tu cho chứng thiền. Thì mình hiểu ra được cái nguồn nhân quả thì nhìn ở đâu mình cũng thấy, nhìn bất cứ cái gì trên thế gian thì mình cũng thấy được cái duyên khởi của nó, thấy ra được cái nhân của nó, nhìn cái quả cũng thấy ra được nhân. Thế là mình tin vào tất cả mọi cái hành động nó để nghiệp. Thì mình muốn điều chỉnh thì điều chỉnh từ cái hành, từ cái hành động tạo nghiệp trên ta la mà đi. Người tạo sankhara tức là cái thiện nghiệp tu chứng bốn tầng thiền vô sắc giới thì sẽ cho quả ở các cái cõi vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu chứ và vi tưởng thì vi tưởng xứ, thế nó trổ quả ở cõi đấy. Thì nó do hành sankhara thiện sắc giới sinh nên bốn tâm quả vô sắc giới sinh. Sankhara thiện vô sắc giới là nhân và bốn tâm quả vô sắc giới là quả. Như vậy tổng cộng có 32 tâm quả, đó là quả bất thiện vô nhân, quả thiện vô nhân, tâm đại quả 8 là quả sắc giới 5, quả vô sắc giới 4. Tổng cộng có 32 tâm quả hiệp thế được sinh nên do hành nghiệp ở trong quá khứ đã tạo. Nhưng nhìn vào cái bảng tâm mình sẽ thấy nó có các cái tâm quả này. Trong cái bảng lê của bảng tâm thì những cái tâm quả đấy được sinh nên do những cái hành động ở trong quá khứ. Mà trong cái bảng tâm thì nó có bao nhiêu tâm? Có 121 tâm. 121 tâm thì nó có 32 cái tâm quả được sinh lên. 32 cái tâm này được sinh lên do những cái nghiệp của quá khứ. Có bao nhiêu hành bất thiện trợ duyên cho thức tục sinh? Những cái hành động bất thiện của mình nó trợ duyên cho cái tâm thức mà đi tái sinh thì nó có 11 hành bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm si hoài nghi, trợ duyên cho thức tục sinh thọ giả quả thiện, quả bất thiện vô nhân đưa chúng sinh tái sinh vào cõi khổ. Thì có 12 tâm bất thiện, nhưng mà nó có một cái tâm nó không có trổ quả trong cái lúc đi tục sinh, đó là tâm si phóng dật. Cái si phóng dật nó chỉ trổ quả trong cái cuộc sống hàng ngày chứ nó không trổ quả trong cái lúc đi tục sinh. Nhưng một cái người mà phóng dật vì cái tâm phóng dật thì nó năng sang, cho nên là cái nghiệp nó yếu. Còn cái tâm gì mà nó định, nó mạnh mẽ, nó an trú lâu thì nó mới mạnh mẽ, thì là cái nghiệp nó mạnh. Thì cái tâm đi tục sinh thì nó phải nương vào những cái nghiệp mạnh chứ nó không nương vào những cái nghiệp yếu được. Thì cái nghiệp nào mạnh nhất nó sẽ trổ quả trong cái lúc mà cận tử đi tục sinh mà. Cho nên là trong 12 tâm bất thiện thì chỉ trừ mỗi cái si phóng dật, khi phóng dật là nó
nó không cố định cái si phóng dật, nó cứ lan man, nó nghĩ chuyện này tí, nó nghĩ chuyện kia một tí, thì đấy là phóng dật. Vì nó nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia một tí cho nên là cái hành động đấy nó để lại cái nghiệp lực yếu, nó không đi hỗ trợ cho tâm tục sinh. Còn lại tất cả những cái tâm bất thiện khác nó đều hỗ trợ cho cái tâm tục sinh hết. Trợ nên cho tâm tục sinh thọ xả, khi mà nó đi tục sinh thì nó là tâm tục sinh quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, đưa chúng sinh vào những cõi khổ. Có bao nhiêu hành thiện trợ duyên cho thức tục sinh vào cõi này. Còn những cái hành động thiện ấy, cái tâm thiện ấy, thì hỗ trợ cho thức tục sinh vào cõi này thì có 17 cái tâm thiện hỗ trợ cho thức tục sinh tái sinh về cõi này. 8 tâm đại thiện dục giới. Tâm đại thiện là những cái tâm vừa giống như đại quả. Đại thiện với đại quả nó như nhau. Tâm đại thiện là cái lúc mình hành, mình làm những cái việc thiện ấy. Với một cái tâm mà có hỷ tương ứng với trí không cần nhắc bảo, một tâm mà có hỷ mà không tương ứng với trí cần nhắc bảo, nó có 8 cái tâm đấy. Hoặc là tương ứng nó có thọ giả, hoặc là thọ hỷ, hoặc là thọ giả, có trí hoặc không có trí, cần nhắc bảo hoặc không cần nhắc bảo. Thế là những cái tâm thiện dục giới và 5 tâm sắc giới, 4 tâm vô sắc giới, tổng cộng 17 tâm. Thế là những cái tâm ở trong hiệp thế. Khi mà đi tại ai sinh cộng với một tâm quan sát thọ giả quả bất thiện nữa, quả thiện nữa, thì cả 17 cái tâm này nó đều có thể trở thành tâm tục sinh. Hoặc là nếu như cái thiện nghiệp nó yếu quá thì nó trở thành cái tâm quan sát thọ giả quả thiện vô nhân, bằng 18 tâm trợ duyên cho tục sinh tái sinh về cõi này. Còn nếu mà tính cả thiện cả ác là có 19 tâm làm cái phận sự tái tục. Một tâm thang quan sát thọ giả quả bất thiện, khi nào mà đi tái sinh về cõi này, cõi khổ, thì nó chỉ tái sinh bằng tâm quan sát thọ giả quả bất thiện. Tức là một cái chúng sinh mà sinh ra làm cái con súc sinh hay là ngã quỷ địa ngục súc sinh ấy, thì khi đi tái sinh nó tái sinh bằng cái tâm quan sát thọ giả quả bất thiện. Cái tâm quan sát này thì cái số tâm của nó rất là ít, nó chỉ có 11 tâm. Và tâm vô nhân quả của bất thiện, cho nên là khi nó hỗ trợ cho sinh ra một cái kiếp mới thì cái chúng sinh đấy rất là xấu xí và cái tâm thức nó rất là yếu ớt. Tâm thức về cái tâm tục sinh này nó cũng yếu mà, tâm tục sinh nó rất là yếu, cho nên là khi tái sinh ra thì cái tâm của những cái chúng sinh đấy nó cũng luôn luôn bất an, tham sân si nó nhiều, trí tuệ nó kém. Nên tâm quan sát thọ giả quả thiện, nếu là cái quả thiện nhưng mà nó hời hợt, người làm việc thiện với một cái tâm hời hợt thì nó để lại cái quả, cái tâm quan sát thọ giả quả thiện. Nếu nó đi tục sinh bằng cái tâm đấy thì cái chúng sinh đấy sinh ra cũng là cái người vô nhân, thường là hay bị mù điếc ngọng câm gì đấy. Còn 8 tâm đại quả dục giới mà đi hỗ trợ cho đi tái sinh thì sẽ sinh ra nó tốt hơn. 5 tâm thiền sắc giới và 4 tâm thiền vô sắc giới là sinh về cõi phạm thiên. 19 tâm đều có thể làm cái nhân cho thức tục sinh tái sinh về một kiếp sống mới. Khi tái sinh rồi thì 12 tâm hành bất thiện và 17 tâm hành thiện lại tiếp tục trợ duyên để sinh ra các tâm quả thiện và tâm quả bất thiện. Tục sinh thì nó đi tái sinh thì nó chỉ có một sát na, sau đó thì còn suốt một cái kiếp sống đấy, suốt một cái kiếp sống mới đấy. Thì những cái hành động tạo nghiệp nó vẫn tiếp tục trổ quả, không phải là chỉ có hay ta tạo nghiệp trong một cái kiếp ấy mà vô số kiếp ở quá khứ mà nó tranh nhau nó trổ quả. Thời gian từ khi hành động tạo nghiệp cho đến khi thọ quả báo là bao lâu? Một cái người mà từ cái lúc mình hành động ấy, tạo nghiệp cho đến khi mà nó trổ quả, nó sẽ trổ quả ở 3 thời kỳ. Hành Sankara có thể trổ quả ở hiện tại, ở cả hiện tại và tương lai, tương lai gần và tương lai xa, nhưng nó có cả 3 thời kỳ. Một người tạo nghiệp thiện bố thí, đấy là một ví dụ. Hiện tại cái tâm người đó luôn vui vẻ, được nhiều người yêu quý, thì đấy là cái quả của tốc hành tâm thứ nhất. Tức là một người làm việc thiện ngay hiện tại đấy, người ta đã được hưởng cái quả ngay trước mắt rồi. Đó là cái tâm người ta luôn luôn vui vẻ, luôn luôn rất là tự tin ấy. Tức là 5 cái quả báo của bố thí đấy, người ta luôn luôn tự tin, không có sợ hãi.
tâm nó không có bị dao động. Kiếp sau sinh ra tâm muốn gì thì cái về cái vật chất cũng được như ý, thì đấy là quả của cái tốc hành tâm thứ bảy. Cái tốc cái mà nó trổ quả ở cái kiếp sau ấy, đấy là cái tốc là cái quả mạnh nhất. Tức là một cái khi mà mình hành động một cái gì đấy, nó để lại nghiệp là được cái là nó có bảy cái chập cha văn na, bảy cái chập cha văn na nó sinh lên. Thì cái chập cha văn na thứ nhất nó sẽ cho quả ngay ở trong cái kiếp hiện tại này. Chập cha văn na thứ nhất thì là yếu nhất, chập cha văn na thứ bảy là mạnh nhất. Vậy mạnh nhất, cái gì mà mạnh nhất thì nó sẽ trổ quả ở kiếp tái sinh kế tiếp, cái kiếp thứ hai. Kiếp thứ hai cái người đấy mà những cái hành động gì của mình ở hiện tại đây nó sẽ trổ mạnh nhất ở trong cái kiếp kế tiếp này. Hoặc là những cái quả gì mà mình đang thọ ở cái kiếp hiện tại đây thì đấy là những cái quả của những cái hành động rất là mạnh ở cái kiếp mà vừa mới kế tiếp này. Vừa mới kế tiếp đây này nó trổ quả mạnh nhất. Cho nên là cái sát na thứ bảy là mạnh nhất thì nó sẽ trổ quả vào kiếp thứ hai. Còn những cái sát na từ thứ hai đến thứ sáu, những cái tốc hành tâm mà tạm nghiệp ấy, từ thứ hai đến thứ sáu thì nó sẽ cho quả từ kiếp thứ ba cho đến kiếp cuối cùng. Nó có thể cho quả ở kiếp thứ ba, thứ bốn, thứ năm, hoặc là 10 kiếp sau, hoặc 100 kiếp sau, hoặc 1000 kiếp sau nó mới cho quả. Nó cho quả bất cứ khi nào nó đủ điều kiện, đủ nhân duyên. Còn cái sát na tâm thứ nhất nó sẽ cho quả ngay trong kiếp hiện tại. Còn nếu như nó không đủ điều kiện để nó cho quả trong lúc hiện tại thì nó sẽ mất. Hoặc là trong cái kiếp thứ hai mình sinh ra mà nó không đủ điều kiện nó cho quả thì nó cũng mất. Nhưng mà nó vẫn còn những cái sát na từ thứ hai đến thứ sáu nó sẽ cho quả ở trong nhiều kiếp về sau. Cho nên là một người có một cái hành động thiện thì nó sẽ cho quả ở ngay hiện tại, nó cho quả một chút này, kiếp sau nó sẽ cho quả mạnh nhất, và kiếp thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ mười về sau nó vẫn cho quả tiếp. Thế là làm